chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô miền Nam nha. Thì hôm nay Hậu sẽ chia sẻ đến với chị một cái dòng xe tải nhỏ đến từ thương hiệu là Suzuki nha quý anh chị. Thì trước màn ảnh quý anh chị đây là con Suzuki Super Carry chất nha quý anh chị. Thì cái tải trọng con này là 500kg thôi, phù hợp đó quý anh chị mình đi những cung đường nhỏ hẹp nha. Đó, những cung đường hẻm hóc nè. Thì cái xe này phiếu thiết kế rất là đa dạng nha quý anh chị. Quý anh chị có thể là đóng được cái mẫu thùng lửng, thùng kính, thùng mua bạc, thùng ben được nha. Đây, xe đến từ thương hiệu Nhật Bản à, nên nó rất là bền. Đó, xe rất là bền luôn nha quý anh chị. Thì hiện tại cái xe này bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá trực tiếp 20 triệu cho quý anh chị mình trong cái dịp mà tháng 4 này nha. Đó, thì quý anh chị nào mình có nhu cầu mình sử dụng cái dòng xe tải Suzuki 500kg này thì liên hệ trực tiếp qua cho Hảo nha, đã nhận được ưu đãi là giảm giá 20 triệu trực tiếp từ cái dòng Suzuki Carry chất này nha quý anh chị. Này, thì bây giờ Hảo sẽ quay chi tiết cho quý anh chị mình xem. Đó, thì cái con này là xe đến từ thương hiệu Suzuki Nhật Bản. Thì thiết kế nó rất là nhỏ gọn luôn. Này, đèn là đèn halogen nha quý anh chị, có đây hệ thống đèn gầm phía dưới nè. Này, cảnh báo phản quang đầy đủ nha. Đó, hai gương thì nó là dòng xe tải nhẹ, đi những cung đường nhỏ gọn nên là kiến nó làm cũng khá gọn luôn nha quý vị. Đây, kiến hai bên làm khá gọn nha. Đó. Rồi, xe này thì sử dụng cái lớp là 5.R12 nha quý vị. Lớp 5.R12 nha. Đó, cái mâm nó rất là gọn luôn. Rồi, lớp xe này. Phía trước là sử dụng cái hệ thống treo là phuộc là so nha quý vị. Rồi. Rồi. Thì xe này hiện tại đang là được một cái mẫu thùng là lửng. Này, thùng lửng từ nhà máy luôn. Này, bằng sắt sơn lên, chống nghi sen mà, rất là cứng cáp luôn nha quý anh chị. Sàn là sàn dập sóng luôn nè. Này, ở đây thì cái khoảng để chúng ta sửa chữa động cơ. Này, có chừa một cái khoảng này nè. Đó. Rồi, bình ắc quy nó nằm mé bên hông luôn nha quý anh chị. Này, ắc quy rất là nhỏ gọn luôn. Sắt xi xe này, sắt xi của Nhật Bản nè, nên quý anh chị thấy nhìn nó đơn sơ thôi nhưng mà nó rất là bền nha quý anh chị. Này, lớp sau vẫn là sử dụng cái lớp là Yokohama luôn. Lớp 5.R12 nha quý anh chị. Này, lớp 5.R12 nha. Đó. Phía sau thì sử dụng cái hệ thống nhíp đó là nhíp lá nha quý anh chị. Này, vẻ trắng bùng nè, Suzuki chính hãng nha. Này, nhíp lá nè. Đây cầu sau nè. Đó. Nhìn cái phần xe Suzuki thì quý anh chị thấy được Suzuki rất là chất, rất là bê luôn. Đó. Bình xăng là bình nhiên liệu đặt phía sau luôn nha. Phía trên có cái lớp dự phòng luôn nè. Này, bình nhiên liệu đặt phía sau nha quý anh chị. Đó, hệ thống đèn hậu phía sau rất là gọn luôn. Đây, có đèn lùi nè, báo lùi nha. Báo lùi và thông số đầy đủ nha quý anh chị. Đó. Thì đối với cái dòng xe Suzuki này thì quý anh chị mình chỉ cần đầu tư từ 80 triệu là quý anh chị mình sở hữu ngay một con Suzuki Carry chất xe Nhật Bản nha quý anh chị. Đó, Suzuki này Suzuki chính hãng nha. Đó. Rồi bây giờ Hảo sẽ quay bên trong cái nội thất cabin cho quý anh chị mình xem nha. Đây, xe tay mở cửa rất gọn luôn. Đó, vô lăng ở giữa có cái còi nè, rất là gọn nha quý anh chị. Có logo Suzuki. Này, đồng hồ thì thể hiện tốc độ km/h nè. Báo xăng, xe này sử dụng động cơ là động cơ xăng nha quý anh chị. Báo xăng, báo nhiệt độ nước làm mát. Này, báo đèn chắc đầy đủ nha. Xe thì hiện tại là từ nhà máy sản xuất ra thì có hệ thống quạt thôi. Nếu mà quý anh chị mình có nhu cầu lên cái dàn lạnh thì bên em lắp cho quý anh chị luôn cái máy lạnh luôn nha quý anh chị. Đó, đây lo hai bên hai lo nha. Kính là kính quay cơ nha quý anh chị. Đó, cái động cơ đặt phía dưới nè. Bây giờ Hảo sẽ khởi động cái động cơ cho quý anh chị mình nha. Đó, chìa khóa nè. Đây, động cơ nổ rất êm nha quý anh chị. Đó, động cơ đã nổ rồi đó, nghe rất là êm luôn. Giờ Hảo sẽ mở cái động cơ cho quý anh chị mình xem nha. Đây, mở động cơ lên nha. Rồi, động cơ mở là chỉ tháo cái yên nghèo thôi. Đó, là thấy cái động cơ Suzuki rồi nha quý anh chị. Đây, động cơ Suzuki chính hãng đây. Đây là bình nước rửa kiến đây. Đó, bình nước rửa kiến nha. Đây là bình nước làm mát nè. Đó, động cơ Suzuki nổ rất là êm luôn. Hảo quay sát cho quý anh chị mình nghe tiếng động cơ luôn nè. Nổ thi thầm nha. Động cơ này, động cơ sắp xỉ một dung tích xi lăng sắp xỉ 1 chấm thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu nha quý anh chị. Đây, tầm 4 đến 5 lít trăm cây thôi. Đó, đối với dòng xe tải mà
4-5 lít trăm cây, rất là tiết kiệm luôn. Đặc biệt là dòng xe máy xăng nha. Đó, xe máy xăng nổ rất là im. Đó, niên hạn con này là sử dụng được 25 năm nha quý anh chị. Đó, quý anh chị niên hạn con xe tải mà nó là vẫn là dòng xe tải nha, niên hạn 25 năm nha. Ngoài con Super Carry chất này ra thì nó có con Pro thì tải trọng nó sẽ cao hơn. Cái dòng Pro thì máy nó lên tới 1.5 lần máy lớn nha quý vị. Máy nó bằng con Suzuki Ertiga vậy đó. Đó. Ghế là ghế bọc da nha quý vị. Ghế bọc da nè. Đó. Động cơ nổ cực kỳ im luôn. Suzuki Nhật Bản nha. Đó. Rồi, hạ xe á. Đẩy lại. Đó, xe nhìn rất là nhỏ gọn, đi được 2 người nha quý vị. Xe này đặc biệt là đi được 2 người thôi nha. Đó. Dây an toàn đầy đủ, seat belt đầy đủ. Đây. Công tắc đèn nè. Đối với những cái dòng xe Nhật Bản thì trang bị công tắc đèn nè, rất là đơn giản luôn. Đa phần là làm bằng cơ hết nè. Nhưng mà nó rất là bền nha quý vị. Đồ Nhật rất là bền nha. Nè. Nó làm đơn giản nhưng mà rất là bền luôn. Này. Gạt mưa nè, đó. Đây, gạt kính nè, đó. Rất là bền nha. Đó. Thì hồi nãy giờ đó quý anh chị xem tổng quan lại đi. Đó. Nãy giờ họ đã chia sẻ cho quý anh chị về cái dòng xe tải Suzuki Carry chất tải trọng 500 kg. Đó, quý anh chị nào mình có nhu cầu mình sử dụng cái dòng xe này thì liên hệ trực tiếp qua cho Hảo qua số điện thoại 0908 965 300 nha quý anh chị. Hảo xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0908 965 300. Đó, quý anh chị nào mình có nhu cầu mình thắc mắc về tất cả các dòng xe tải từ 500 kg cho đến 24 tấn thì liên hệ trực tiếp qua cho Hảo nha. Và đặc biệt là bên xưởng chuyên dùng miền Nam bên em chuyên đóng tất cả các loại thùng theo yêu cầu sử dụng của quý anh chị mình nha. Thì Hảo có thể là tư vấn cho quý anh chị một cái mẫu thùng phù hợp nhất, ưng ý nhất. Và đặc biệt là xưởng bên em đóng thùng chất lượng nha quý anh chị. Đó. Tuy là cùng là một vật liệu thôi nhưng bên em sử dụng vật liệu mới 100%. Và vật liệu đó là cam kết quý anh chị là không phải là vật liệu tái chế nha. Đó, nghĩa là vật liệu đã qua sử dụng một lần rồi đó. Rồi. Thì Hảo xin cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi với clip này. Nếu mà quý anh chị mình thấy hay nhớ cho Hảo xin một like. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý anh chị.